Tottenham chỉ cách nhóm dự Champions League có 2 điểm và 1 chiến thắng sẽ đưa Spurs trở về với top 4, đẩy Aston Villa khỏi nhóm dự Champions League. Bởi trong 9 trận đá xa nhà gần đây của mình ở Premier League, họ chỉ thắng 1 lần và thua 5. Danny Welbeck, anh đang tìm đồng đội. Pha xử lý rất ngọt của Welbeck, không vào. Bentancur mất bóng phản công. Welbeck, Welbeck đã ngã và quả penalty. Trọng tài có một góc quan sát dễ dàng để đưa ra quyết định. Sai lầm đầu tiên thuộc về Bentancur khi anh để mất bóng trước Pascal Gross ngay ở gần vạch 16m50 của đội nhà. Thì ở hai trận gần nhất, Brighton đều nổ súng. James Maddison cú vẩy má ngoài, không vào. Timo Werner, rất tiếc là cú vẩy má ngoài đẹp mắt của James Maddison lại không thể được chuyển hóa. Billy Gilmore, anh đã quan sát thấy Daniel Welbeck. James Maddison, Maddison pha dứt điểm sở trường của số 10 sẽ dựa trên màn trình diễn của những cầu thủ châu Á hoặc là những cầu thủ đang chơi cho các câu lạc bộ tại châu Á. Papecha, bóng không để đến được với vị trí của Richarlison nhưng Papecha đã ghi bàn ở pha xử lý sau đó. Kulusevski là người đá chọc khe cho Papecha và đương nhiên tiền vệ này không việt vị. Đầu tiên Papecha muốn chuyền bóng cho Richarlison nhưng sau đó đường chuyền đã bị cắt bởi Lewis. Ông Postecoglou cần sự kết nối của Sonny với đồng đội nhiều hơn nữa. Không vào. Mitoma không việt vị và đường trả bóng lại cho tuyến hai của cầu thủ người Nhật Bản là rất vừa tầm. Cú tỉa bóng hay của James Maddison. Son Heung-min, họ đã bị dẫn trước ở hiệp 1 và ghi 2 bàn ở hiệp 2. Không có lỗi việt vị của Sonny và anh đã đem tới ánh sáng dành cho Tottenham với đường kiến tạo.